chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong video số 103 của Việt Garden California. Sẵn tiện thấy cái cây mận ở Bell Hichao này trái nó đang rất là nhiều rồi cô chú anh chị và các bạn. Trái non kinh khủng luôn. Cho nên là mình quay cái cây để giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn ha. Tại nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng có chung cái câu hỏi là cái liệu cái giống mận ở Bell Hichao á, cái trái nó sẽ nhiều hay ít. Là mình quay để cô chú anh chị và các bạn thấy lần trước á, chúng ta thấy cái cây kia đó là trái rất là nhiều ha. Cái cây này là cây thứ hai, trái nó ra sao. Nhưng mà cái trái nó cũng kinh khủng luôn. Trái này thì nó ra sao cho nên là hiện giờ những cái trái này nó non. Nó không có, cái độ lớn nó không có như là cái cây lần trước mình quay. Mà chi chích trái luôn. Chùm của nó nè. Trong đây nữa. Đây ở đây có hai cái quả này nó lớn hơn đây ạ. Thì cái trái dày vẫn là còn non cô chú anh chị và các bạn ha. Cái màu này ha, mình nhìn vào thì mình là thấy nó nhìn như cái màu này là biết là nó non rồi. Khi nào mà cái trái nó chín giống như lần trước mà mình quay trong cái video số 101 á, là nó phải là cái màu mà đen đỏ đen đậm từ trên xuống dưới hết luôn, trên cái đỉnh này nè. Hiện giờ cái trái này mình thấy ở trên cái đỉnh nó vẫn còn màu xanh, khi nào mà ở trên cái đỉnh này nó phải màu đỏ đen luôn thì lúc đó nó mới đủ cái độ chín hoàn hảo, ăn nó mới ngon được. Còn nếu mà nó cứ còn cái màu xanh như vậy là mình biết cái trái nó còn non. Vì khi mà chúng ta ăn cái trái mận này á, để biết mà gọi là công bằng nhận xét cái độ ngon của nó đó, thì chúng ta phải ăn lúc nó còn chín. Còn nếu mà cái trái còn non mà đưa vào thì chắc chắn là ăn nó không có thể ngon được rồi. Và mận ở Bell Hichao như mình đã nói thì nó cực kỳ ngọt, cái độ ngọt nó rất là cao, nó cao hơn cả Dark Dragon. Tuy nhiên nói về cái độ giòn cứng á, thì là Dark Dragon giòn cứng hơn cô chú anh chị và các bạn nha. Còn ở Bell Hichao thì nó lại theo cái vị đặc, và đặc biệt là nó càng chín nó càng đặc. Dark Dragon á, thì chúng ta khi mà nó non non là mình ăn mình cũng cảm nhận được cái độ ngon của nó rồi. Tuy nhiên là đặc biệt đối với lại thằng Bell Hichao, chắc chắn cô chú anh chị và các bạn phải đợi lúc mà nó chín nhất luôn á, nó chuyển sang màu đỏ đen thì lúc đó cái độ ngon của nó mình mới cảm nhận được hết. Còn ở Bell Hichao mà ăn non á, nó sẽ bị xốp. Mình đã nói trong video số 101 rồi là ăn non nó sẽ bị xốp, nó không có kiểu mà nó không có đặc được giống như là lúc nó chín. Và kinh nghiệm của mình ăn ở Bell Hichao 3 năm nay á, thì cái mận này ngon nhất là vào giai đoạn tháng 12. Cái độ đặc của nó rất là cao luôn. Hiện giờ mùa này mình ăn mình lại thấy cái độ đặc nó không bằng so với lại cái độ đặc của tháng 12. Tháng 12 năm ngoái mình ăn cái mận ở Bell Hichao phải nói là mê lắm luôn, rất là thích. Khách lại ăn ai cũng mê hết. Mà có vẻ là năm nay là một năm cực kỳ hợp với Dark Dragon. Dark Dragon là mình ăn năm nay mình thấy nó ngon hơn hẳn so với lại những năm trước đó. Vẫn chưa giải thích được cái vấn đề là lý do tại sao. Mà không phải một mình đâu, mà những người bạn của mình có Dark Dragon á, ai cũng nói là năm nay Dark Dragon ngon hơn mấy năm trước. Và nếu mà cô chú anh chị và các bạn mà thích theo cái vị cứng giòn thì chúng ta nên chọn Dark Dragon. Còn nếu mà thích theo cái vị mà đặc á, tức là cái thịt nó rất là chắc và đặc, thì chúng ta chọn ở Bell Hichao. Còn độ ngọt thì là mình chọn ở Bell Hichao. Tại mình thấy cái độ ngọt của Bell Hichao á, nó duy trì ổn định hàng năm luôn á. Năm nào mình ăn mình cũng thấy cái độ ngọt nó cao. Cây càng lớn, trái càng lớn, cái độ đỏ đậm càng đen á. Càng đậm càng đen, ăn lại càng ngon. Đặc biệt là khi mà vào lạnh tháng 12, xuất sắc. Sẵn tiện nói về cái mận ở Bell Hichao thì sau video 101 về mận ở Bell Hichao của mình á, thì sau đó mình cũng nhận được một số cái tranh cãi về cái giống mận này. Đó là mận ở Bell Hichao nó sẽ là màu xanh hay là màu đỏ.
Tại vì bạn mình gửi cho mình cái video về một cái giống mận ở Bell Hijau của Malaysia, được người dân ở Malaysia họ trồng cây và họ quay lại, thì cái giống mận này nó lại ra cái trái mận màu xanh, và cái phần mà đít mận á nó sẽ hơi hồng hồng nhẹ thôi, chứ nó không có bật lên được cái màu đỏ và nó chuyển thành màu đỏ đen như là ở Mỹ. Ở Mỹ mình thì là cái mận ở Bell Hijau này bao nhiêu năm nay rồi, nó đều là cái giống mận màu đỏ y như những gì mình giới thiệu ở trên video cho cô chú anh chị và các bạn xem. Từ lúc cái trái non nó ra thì nó sẽ màu xanh, và nó lớn lên thì là cái màu nó y như hồi nãy giờ mình xem đó, nó sẽ lớn lên như vậy, rồi đến lúc mà nó chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ đen. Tất cả những người mà sưu tầm mận ở Bell Hijau là nhiều năm nay trồng mà đều ra cái màu như vậy hết. Không có bất kỳ một cây mận ở Bell Hijau nào mà trồng ở Mỹ nó ra được cái màu xanh nguyên bản như là ở Bell Hijau của Malaysia. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ở đây đó là cái giống mận ở Bell Hijau của Malaysia và cái giống mận ở Bell Hijau của Mỹ nó là cùng một giống hay là hai giống? Hiện giờ thì sẽ có hai nguồn ý kiến của chú anh chị và các bạn ha. Nguồn ý kiến thứ nhất á, là nói rằng hai cái giống này thì là cùng một giống, nó chỉ là cái sự khác biệt do thay đổi môi trường, khí hậu, đất đai dẫn đến là cái màu của nó sẽ thay đổi. Và cái nguồn ý kiến thứ hai đó là hai cái giống này nó khác nhau. Về ý kiến cá nhân ha, thì mình lại nghiêng về cái giống thứ hai nhiều hơn, đó là hai cái giống này là hai cái giống khác nhau. Hiện giờ nếu mà mình xem cái video xong á thì mình về cái lá thì thấy hai cái lá của hai cái loại ở Mỹ và ở Malaysia, mình thấy lá nó khác nhau cô chú anh chị và các bạn ha. Dĩ nhiên là cái chất lượng video thì nhìn nó xa xa không thấy rõ, nhưng mà nếu mà tạm thời mình thấy, mình không dám khẳng định 100%, nhưng mà tạm thời thấy thì thấy là cái lá nó khác nhau, bởi vì cái mận ở Bell Hijau ở Mỹ cái lá cái độ xoăn của nó rất là lớn, còn cái giống của Malaysia thì mình thấy cái độ xoăn của nó nhẹ lắm, nó không có cong nhiều như là cái giống của Mỹ. Về cái trái thì mình cũng vẫn nghiêng về cái giống thứ hai, đó là hai cái giống này nó khác nhau luôn. Mình không nghĩ là cái khí hậu nó có thể biến đổi một cái giống mận xanh thành một cái giống mận màu đỏ đen như vậy, rất là khó. Nó chỉ có thể là làm cái màu nó sẽ nhạt hơn hoặc là đậm hơn do cái yếu tố khí hậu thôi, chứ mình không nghĩ là từ màu xanh mà chuyển sang cái màu đỏ đen luôn. Tuy nhiên nếu mà nói mình đổi cái tên cái giống mận thì là mình lại không có cái thẩm quyền đó cô chú anh chị và các bạn nha. Tại vì tôn trọng cái người đầu tiên nhập hàng về á, tại vì mình không phải là cái nhà vườn đầu tiên nhập cái giống mận ở Bell Hijau này về, cho nên là cần phải tôn trọng cái người nhập hàng cái giống đầu tiên này về, và cái tên của họ lấy là ở Bell Hijau thì mình vẫn giữ nguyên cái tên của nó là ở Bell Hijau, chưa có xác nhận được đó là cùng một giống hay là hai giống, thì là chúng ta cứ giữ nguyên cái đó mà mình sẽ phân biệt rõ ràng là cái giống này là cái giống màu đỏ đậm ở Mỹ mọi người trồng bao lâu nay rồi cô chú anh chị và các bạn ha, nó không phải là cái giống màu xanh ở Bell Hijau, màu xanh ở Malaysia. Nếu mà cái giống ở Malaysia thì hiện giờ ở Mỹ mình cũng chưa thấy ai có. Và nếu mà cô chú anh chị và các bạn mà mua mận ở Bell Hijau bên mình thì là mình cũng nói rõ rồi, cái giống mận ở Bell Hijau bên mình là cái giống của bên Mỹ và trái của nó giống như là video, từ lúc nhỏ đến lớn nó sẽ như vậy đó, nó không phải là giống mận ở Bell Hijau của Malaysia. Ở Bell Hijau của Malaysia là mình sẽ không có ý kiến tại vì mình chưa được ăn. Tuy nhiên ở Bell Hijau ở Mỹ thì là cây mình trồng nhiều năm nay rồi và khẳng định là trái rất là ngon của chú anh chị và các bạn ha. Ở đây còn một trái Dark Orange đây ạ. À. Lớn khủng khiếp luôn. Nào. Nhưng mình nói Dark Orange năm nay là một năm cực kỳ thuận lợi cho Dark Orange. Dark Orange năm nay là ngon không có gì phải bàn cãi luôn á ạ. Dark Orange với lại ở Bell Hijau thì là cách đây mấy ngày thì mình đã cắt những cái nhánh cuối của năm xuống rồi, thì dưỡng một thời gian thì chúng ta sẽ có thêm một số nhánh để mà giao cho cô chú anh chị và các bạn như mình đã hứa ha.
Tiếp theo chúng ta đến với lại nhân vật chính của video ngày hôm nay, video 103, một trong những giống ổi đỏ được yêu thích hiện giờ ở Thái Lan. Như mình nói, ổi là thế mạnh của đất nước Thái Lan rồi đó, về cái độ đa dạng và cái độ ngon nữa. Thì dòng ổi đỏ đang là một cái dòng mà Thái Lan hiện giờ phát triển rất là mạnh. Nếu như Red đang Ayutthaya number 3 á, thì gần như là nổi tiếng nhất thế giới, bởi vì cái độ nhận diện của nó đó, mọi người rất là yêu thích luôn, cả thế giới yêu thích. Thì cái dòng ổi ngày hôm nay nó cực kỳ hiếm. Thì sau thời gian mình tìm hiểu về những cái giống ổi của Thái, thì ngoài cái giống mà gọi là nổi tiếng nhất, được thế giới biết nhiều nhất, thì mình cũng rất là quan tâm đến những cái giống được gọi là hiếm nhất, mà gọi là những cái người mà dân sưu tầm cây á, họ theo đuổi. Thì cái giống hôm nay là một trong những cái giống mình gọi là bên dòng hàng hiếm của Thái Lan đó chú anh chị và các bạn ha. Đó là giống ổi đỏ cẩm thạch của Thái Lan. Đây là một cái cây ổi đỏ cẩm thạch của Thái Lan. Cái lá của nó đây ạ, rất là đẹp luôn. Lá nó màu hồng cô chú anh chị và các bạn ha. Và dĩ nhiên cái lá nó sẽ thay đổi theo cái độ lớn, cái độ già của lá và theo ánh nắng nữa. Thì đây là những cái lá ở trên cái phần đầu nè, phần ngọn nè, cái lá nó sẽ như này vậy. Để mình quay cái video gần xíu để cô chú anh chị và các bạn nhìn rõ hơn nè. Màu đẹp lắm, rất là thu hút luôn. Ở đây là cái búp hoa của nó nè, nó cũng màu đỏ luôn. Chúng ta để chỗ ít nắng á, thì cái cẩm thạch nó sẽ nhiều, nó lên nhiều hơn. Còn nếu mà để cái chỗ nắng nhiều á, thì cái cẩm thạch nó ít hơn cô chú anh chị và các bạn ha. Đây, cái này cũng một trong những cái màu của cái lá cẩm thạch này. Cái này cái màu nó sẽ không có hồng đậm như cái kia, mà cái màu nó hơi hồng ánh vàng thôi. Mà cái màu nó vàng vàng ánh hồng hồng, rất là đẹp luôn. Cái bông này nè, cái này cái lá vàng cam cam. Thì cái bông nó cũng chưa có ánh đỏ, cái bông nó cũng hơi vàng vàng cam cam thôi, tùy cái nắng mình để. Bên đây nữa nè, bên đây nó có hai cái bông, cái phần lá trên đây nè. Những cái lá này hàng về á, trên đường vận chuyển đi về thì nó bị dập, nó không có được đẹp lắm. Những cái lá non của nó ra thì cực kỳ đẹp. Những cái lá cũ này nó hơi bị tím nhiều, nó không có cẩm thạch nhiều, là do tại để nắng nhiều quá đó cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lưu ý, muốn để mà cái cẩm thạch nó nhiều á, mình để chỗ mát thì cái cẩm thạch nó sẽ lên rất là nhiều. Nó xuống đây nè. Thường á, thời gian đầu mình về á, mình để nó ngoài nắng cho nên là cho nó phát triển nhanh á, cho nên là cái lá nó ra không có cẩm thạch nhiều. Xong rồi sau đó mình thấy cái cây nó ổn rồi, bắt đầu mình dời vô mát, thì bắt đầu những cái lá non sau này cẩm thạch nó ra rất là nhiều luôn. Đó, đây à, lá non là mình thấy cẩm thạch không nè. Đó, bên đây nữa nè. Lá đẹp chưa? Nhưng mà cô chú anh chị các bạn nào mà thích cái hệ lá đẹp nha, rất là mê mấy cái lá này luôn. Lá đẹp cộng với lại ăn ngon nữa. Những cái dòng ổi của Thái thì rất là ngon rồi. Dĩ nhiên cái giống ổi này nó sẽ không thể nào mà nó xuất sắc giống như là đang Ayutthaya number 3 của chú anh chị và các bạn ha. Độ ngọt nó không có cao bằng, tuy nhiên là nó vẫn là một cái giống ổi rất là ngon. Những cái lá non ra lúc nào nó cũng vậy á, rất là bắt mắt. Mình mê lắm luôn á. Mình là hệ trái ngon nha, mình không có quan tâm đến lá nhiều lắm. Nhưng mà có những cái loại cây ăn trái cẩm thạch mà cái lá nó đẹp như vậy á, nhiều khi cũng rất là mê.
Trong thời gian mà chờ đợi mà có trái ăn thì ngắm lá đỡ ghiền cũng được á. Quá đẹp. Đẹp chưa ạ? Cái lá này mới ra cũng đang cẩm thạch nè, nó rất là nhiều màu luôn cô chú anh chị và các bạn, từ màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu tím, màu đỏ đậm. Wow. Nghĩ cô chú anh chị và các bạn mà sưu tầm, mà thích sưu tầm hàng hiếm mà thấy cái này là thích liền, rất là đặc biệt luôn. Lá đẹp và trái cũng rất là đẹp cô chú anh chị và các bạn ơi. À, độ ngọt của trái thì là nó thuộc nhóm ổi ngọt. Tất nhiên là như mình nói, nó sẽ không ngọt bằng Red Dang Ayutthaya No. 3. Red Dang Ayutthaya No. 3 thì cái độ ngọt nó có thể lên đến 21, 22 Cric, là cái độ ngọt cao nhất của nó đó. Rồi còn mà ổi đỏ cẩm thạch này nó có thể lên đến 17, 18 độ Cric cô chú anh chị và các bạn ha, thì là một cái độ ngọt rất là cao đối với ổi rồi à. Vì bởi vì những cái ổi hiện giờ ở Mỹ mình thấy cái độ ngọt trung bình nó tầm khoảng 12, 13 thôi à, 14 là nhiều. Còn những cái dòng ổi của Thái mới hiện giờ cái độ ngọt của nó cao lắm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm hình ảnh của những cái trái ổi đỏ cẩm thạch này để xem trái như thế nào của chú anh chị và các bạn ha. Và đây là hình trái do nhà vườn ở Thái Lan cung cấp khi mà mình đến thăm vườn của họ ha. Thì mình chỉ ăn được cái giống ổi Red Dang Ayutthaya No. 3 thôi. Tại những cái trái ổi Red Dang Ayutthaya No. 3 lúc đó trái nó lớn rồi. Còn cái giống ổi Thái đỏ cẩm thạch lúc đó, lúc mà mình lợi á, thì cái mùa đó cái trái nó còn nhỏ lắm, thì lúc đó mình chưa có ăn được, nên là nhà vườn của họ chỉ có thể cung cấp cho mình những cái hình trái của cái mùa năm ngoái. Giống ổi Thái đỏ cẩm thạch này sẽ thuộc nhóm ổi ít hạt cô chú anh chị và các bạn ha. Và cái vị của cái quả ổi khi mà nhà vườn miêu tả thì là nó sẽ giòn cô chú anh chị và các bạn ha. Và độ ngọt của nó như mình nói lúc nãy thì cao nhất là 17-18 Cric, rất là đáng sưu tầm để trồng nếu cô chú anh chị và các bạn vừa thích trái ngon mà vừa thích dạng lá đẹp, trái đẹp, hàng độc lạ hiếm. Như video số 100 mình đã có giải thích những cái dòng hiếm mới về sẽ có nhiều nguyên nhân để làm cái giá nó cao lên, tại vì cái vốn nó sẽ rất là nhiều, cho nên nếu cô chú anh chị và các bạn chúng ta không phải là sưu tầm thì chúng ta nên khoan, hãy mua vào cái giai đoạn này. Chúng ta có thể đợi khoảng chừng 2-3 năm sau, khi mà những cái cây giống mà mình để lại mình trồng á, cây của mình lớn thì bắt đầu mình tự ghép ra, thì lúc đó cái giá nó sẽ hạ xuống, nó giảm đi nhiều so với lại cái giá mà hàng nhập. Và hiện giờ những cái cây như vậy thì mình sẽ có bán giá tùy theo size ha. Có những cái cây 2 feet, 3 feet, cái độ lớn của thân nó sẽ khác nhau. Và giá của nó sẽ bắt đầu từ 350 trở lên tùy theo size cây của chú anh chị và các bạn ha. Về số lượng cây thì đợt hàng vừa rồi mình qua mình chỉ còn giữ lại được 9 cây sống và dưỡng đến giờ này. Hiện giờ thì cây nó khỏe lắm rồi, có thể bán ra được, và mình sẽ giữ lại 3 cây để trồng và chỉ còn 6 cây để bán cho đợt này thôi cô chú anh chị và các bạn ha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã xem video 103 ngày hôm nay. Chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần thật là vui bên gia đình. Bye bye!